các bạn đang nghe chuyện tại website sovati.com Chuyện được phát online miễn phí trên kênh youtube Nghe kể chuyện ma đêm khuya Vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý Chuyện ma ngài tình thù Tác giả Dương Thị Phượng Chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung Tôi là Thùy Vân Một đứa con gái ngoài 20 tuổi Nhưng đã trải qua rất nhiều biến cố Và tôi sống sót đến giờ phút này Cũng được gọi là kỳ tích thật sự Hôm nay tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của đời mình Để các bạn hiểu thêm về thế giới tâm linh Về hai mặt thiện ác đối đầu Tuy sóng gió đã qua đi Nhưng nỗi đau vẫn còn động lại mãi Nghĩ lại Nước mắt tôi vẫn tuôn trào. Mẹ đang ở một nơi xa lắm. Thế mẹ không nhớ bố con mình hay sao mà lại chẳng về thăm bố con mình lần nào? Tin bố nhé, mẹ luôn ở cạnh con mà. Mẹ sẽ dõi theo con từng bước chân con đi để thấy con khôn lớn từng ngày. Vì vậy con phải thật ngoan, rõ chưa? Dạ, rõ ạ. Khi tôi 18 tuổi thì tôi rời vòng tay bố để đi thực hiện lý tưởng sống của riêng mình tôi đố vào trường sư phạm và học trên hà nội theo mọi người nhận xét thì tôi khá dễ nhìn có má lúm đồng tiền không thuộc dạng sinh xuất sắc nhưng ai cũng bảo tôi có duyên ngầm còn bản thân của tôi tên ngọc dung nhà giàu lại là gái phố chính hiệu chẳng hiểu sao nó lại chọn tôi để chơi cứ y như đôi đúa lệch vì Ngọc Dung mặt xinh như hót cơn. Nhìn thoáng qua, ai cũng nghĩ nó là diễn viên điện ảnh. Dung bảo, với tao chỉ cần chơi chân thành là đủ. Giàu nghèo sang hèn quan trọng gì? Tao thấy tao với mày hợp cạ đấy chứ. Hiểu ý nhau trong mọi chuyện. Tôi thầm cảm ơn Dung và cũng coi nó hơn cả chị em ruột thịt. Cho đến một ngày, tôi bắt đầu có tình yêu của đời mình. Đó là Hiếu, hơn tôi một khóa, ngay từ lần đầu gặp, tôi đã bị nụ cười và giọng hát của anh ấy hút hồn. Wow, người đâu mà đẹp trai thế không biết. Dung thấy mặt tôi đang hớn hở thì đá cho tôi một phát. Mày ấy, chả có mắt thẩm mỹ gì cả. Cái thằng mặt ngu ngu ấy mà cũng khen được. Nhìn đều vãi, mắt thì một mí, da thì trắng ớn như thằng đàn bà. Ấy. Kệ tao, cu của tao vốn dĩ khác người mà nói xong hai đứa nhìn nhau cười phớ lớ thôi lấy xe lên mà hồ ăn kem đi nóng chảy mỡ ra thế này ok đợi tao đi lấy xe mày nhắc đến làm tao thèm kem ốc quế quá tôi dắt con xe đạp điện và chở dung vi vu trên đường công nhận mùa hè của hà nội nóng thật ai cũng kín mít từ đầu đến chân như ninja này, ăn đi <laughs> Tao xin Mà Vân này, không biết tao với mày sẽ chơi thân với nhau đến bao giờ nhỉ? Tôi lấy ít kem quệt lên mũi dùng Đến ngày tao còn sống, ok chưa? 3 tháng sau Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình lặng lẽ bước qua nhau Vừa rồi tôi trông thấy Hiếu ở quán nước mía bên đường, tim tôi đập thình thịch. Hai má thì đỏ ửng, hình như tôi bị trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Giá mà tôi đủ can đảm chạy ra làm quen, nhưng cọc đi tìm Châu thì buồn cười. Nhớ chẳng may anh ta đã có người yêu rồi, thì chẳng phải tôi sẽ bị xấu hổ hay sao? Tôi vạn sự tùy duyên vậy. Mối tình này tôi sẽ giữ kín ở một góc nào đó. Quả thật, ông trời không phụ lòng người khi khiến tôi và Hiếu gặp nhau ở một diễn đàn tâm linh trên mạng. Tôi nhớ topic đó có bạn đặt câu hỏi. Mà có thật không? Tôi vào say sưa trả lời theo những gì mình am hiểu. Thật ra là chém gió thôi. Vì trên diễn đàn tôi cũng có chút tiếng tăm. Thì thoảng lại đi ập hội. Hơn 2 giờ sáng, tôi nhận được inbox của Hiếu. Avatar không thể lẫn vào đâu được. Anh ấy khen tôi, có câu trả lời hóm hình và xin được kết bạn. Từ đó cứ sảnh là bọn tôi lại lên Rahu nói chuyện với nhau. Cha trí đến nỗi quên ăn quên ngủ. Cho đến một ngày Hiếu bảo. Anh muốn gặp em. Nhưng mà em xấu lắm, em sợ... Sợ cái gì? Sợ gặp mặt em xong anh biến mất luôn à? À, ý em không phải như vậy Thế tối nay 7 giờ Tại dạp chiếu phim quốc gia luôn nhá Để lâu sợ em lại thay đổi ý định Anh mặc áo sơ mi trắng nhá Nghe nói con gái bọn em Thích soái ca mặc sơ mi trắng À, anh cứ khéo đùa Và thế là một thời gian sau Tình yêu của bọn tôi chớm nở Ngọt ngào như một thanh kẹo Hiếu quan tâm tôi từng ly từng tí khiến tôi đắm chìm trong hạnh phúc. Anh sẽ yêu em mãi chứ? Tất nhiên rồi, thế mà cũng phải hỏi. Tôi ngây thơ yêu hiếu, tình đầu đời và sẵn sàng trao hết sự trong trắng cho anh ấy. Không một chút hối hận. Với tôi, yêu là hết lòng, là tự nguyện, là dâng hiến. Tôi tin vào sự lựa chọn của đời mình và trải qua bao nhiêu cay đắng tôi mới hiểu ra rằng Đừng bao giờ tin vào lời ngọt ngào chót lưỡi đầu môi của đàn ông lúc ở trên giường Dùng thì suốt ngày sợ tôi bị lừa nên cứ biếu môi Để tao mở to mắt ra xem nó có yêu mày được bao lâu Hay lại là cuộc tình dám bữa nửa tháng Đàn ông ta còn lạ gì Tình trường ta có cả một rừng kinh nghiệm đây này, này Mày cứ khéo lo xa Tao biết mày thương tao Nhưng mà yên tâm đi Bạn của mày thông minh lắm Ờ, à, mong là như thế Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi Hôm nay là sinh nhật của Dung Nên tôi quyết tâm dậy sớm Để làm bánh kem cho nó Cũng là một kỷ niệm một năm Ngày tôi và Hiếu yêu nhau Mới đấy mà đã một năm công nhận nhanh thật. Tôi dự định sẽ mang qua nhà Dung và trưa thì rủ Hiếu đi ăn luôn. Ba người cho tình cảm. Dung không thích bày vẽ nên trả mời ai. Con bé tính vẫn hay khép kín như vậy. Ô la la, ngạc nhiên chưa? Chúc mừng sinh nhật nhé. Tôi có chìa khóa phòng chỗ chung cư Dung ở nên không gọi điện để gây sự bất ngờ công nhận bất ngờ thật chiếc bánh kèm rơi xuống nát bét trên giường là dung và hiếu không một mảnh vải che thân đang quấn lên nhau tôi tự tát vào má mình mơ đây chắc chỉ là mơ thôi sao sao em lại vào đây mặt hiếu tái mét không giấu nổi sự sợ hãi tôi run rẩy ngồi phịch xuống đất khóc nức nở <laughs> hai người bao lâu rồi tôi hỏi là hai người lừa dối tôi bao lâu rồi yêu nhau sao không đàng hoàng đến với nhau đi mà lại biến tôi thành con ngốc thế mày nói đi ngọc dung bình tĩnh đã ra phòng khách đợi tao mặc đồ rồi nói chuyện tao xin lỗi dùng rút một điếu thuốc đặt lên môi châm lửa Tao biết là sẽ không thể giấu chuyện này mãi được Nhưng mà tao yêu anh Hiếu Tình cảm mà Đôi khi nó cứ như nằm châm Khiến tao không cưỡng lại được Tao biết là mình sai Nhưng tao đã cố gắng Cố gắng lắm để kiềm chế hết tình cảm này vào trong lòng Đến phút cuối Lý trí vẫn không thể chiến thắng được con tim mẹ Tôi nghẹn ngào nói trong tiếng nấc nhưng mà tao là bạn thân của mày Lẽ nào mày nhẫn tâm đối xử với bạn thân của mày như thế Tao làm gì sai chứ Vân à Mày im đi Nghe tao nói Tao có gì thua kém mày chứ Tất cả mọi thứ tao đều nhường cho mày được Thì tại sao một thằng đàn ông nhỏ bé Mày lại không thể nhường cho tao Mày biết tao không dễ dàng thích một người thật lòng mà Đâu Tôi thấy tìm mình như thắt lại nếu so sánh với nỗi đau thể xác thì nỗi đau tinh thần tổn thương tình cảm còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần tôi vụt chạy ra khỏi căn phòng đó lòng thầm ước đến khi tôi mở mắt ra thì mọi chuyện chỉ là mơ tôi nằm bẹp trên giường hai mắt mở to nhìn lên trần nhà như một kẻ vô hồn tận cùng của nỗi đau lúc này không phải là những giọt nước mắt nữa rồi bạn thân người yêu toàn là cái lũ khốn nạn. Tại sao lại có thể đối xử với tôi như thế chứ? Tôi phải trả thù, nhất định tôi phải khiến chúng nếm trải nỗi đau gấp trăm ngàn lần những gì tôi đã trải qua. Hãy cứ đợi đấy. Dường như thù hận quá lớn đã biến tôi thành một con người khác. Đến ngay cả bản thân tôi cũng không thể nhận ra. Tôi nhìn mình trong gương rồi cười nhạt. Hóa ra không phải cứ chân thành rồi sẽ nhận lại được sự chân thành. Tôi là gái vùng núi, nên không còn xa lạ gì với hai chữ bùa ngài. Thứ bùa này được tu luyện nơi sừng thiêng nước độc, linh khí âm u nên có mà lực cực kỳ gớm. Đấy là tôi nghe mấy bà gần khu nhà tôi kể lại, chứ tôi cũng không am hiểu, vì chả bao giờ nghĩ rằng có ngày tôi lại cần đến thứ bùa này. Ngọc Dung à, là do mày bạc với tao trước, nên đừng bao giờ oán trách tao. Thật ra tôi cũng chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi. Nhà thầy Mo mà tôi biết, nằm tiếp trên vùng làng địa hình cách trở. Tôi phải đi bộ mấy tiếng mới tìm đến nơi. Thầy chắc tầm ngoài 60, ràng rụng gần hết. Người gầy và đen nhẹm, đôi mắt trũng sâu và mái tóc trắng xóa được cuộn tròn thành hình củ tỏi ở trên đầu. Nhà thầy nhỏ nhưng tỏa ra một hương thơm gì đó rất đặc biệt. Nó khiến người ta khoan khoái đầu óc và chỉ muốn có thể ở lại. Mày đến tìm tao có việc gì? Tôi ngồi kể lại sự tình. Thầy hút tàu thuốc phiện gật cù cái đầu ra vẻ đồng ý giúp. Còn gái chúng mày, vì một thằng con trai mà khổ sở quá. Nếu ưng cái bụng trả tao 10 triệu thì tao sẽ giúp. Tao làm phúc giúp mày thôi. Chứ mày đi chỗ khác, họ phải đòi mày gấp ba chứ. Giọng thầy nói thì hơi ngọng ngọng. Thì thoảng lại dùng ngôn ngữ địa phương Nên nhiều chú tôi chưa hiểu lắm Đại khái là chỉ cần có Họ tên Ngày tháng năm sinh một cái ảnh, một chiếc áo để thầy làm phép yểm và sai ma ngài xâm nhập và hành hạ người bị yểm. Tôi không chần chừ mà đồng ý luôn. Chỉ cần nghĩ đến việc diễn ra ngày hôm ấy là tôi lại nung nấu ý định trả thù cho bằng được. Từng người, từng người một, tôi định giải quyết dung xong sẽ đến tên hiếu háo sắc kia. Cứ chờ đi, kịch hay còn ở phía sau mấy ngày hôm nay Dung cảm thấy hơi kỳ lạ. Cứ về đêm là đầu óc của cô lại cứ đau như búa bổ. Người Dung lên cầm cập. Sau chuyện có lối với Vân, cô cảm thấy hơi áy náy. Nhưng dường như Hiếu có sức hút lớn quá, khiến cô không thể dứt ra. Từ nhỏ cô đã sống với một tính cách như đại tiểu thư. Đồ mà cô thích, nhất định là phải có, dù bằng mọi giá. Lần này cô biết mình sai, nhưng vẫn cố chấp. Kiểu tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động. Cô bật máy tính, tìm nick của Vân nhưng đã bị chặn. Hiếu thì bảo cần thời gian suy nghĩ về mọi chuyện. Chưa lúc nào cô cảm thấy mình là kẻ cô đơn như lúc này. Đã mấy lần cô bị giật mình thức giấc bởi tiếng cót két cửa. Cô định bụng dậy uống cốc nước rồi ngủ tiếp. Nhưng ruột can cứ nóng như lửa đốt ngó nhìn đồng hồ mới có hơn 2 giờ đêm. Hay tại vắng Vân. Mọi lần cô đều nói chuyện với Vân trước khi đi ngủ, tâm sự đủ thứ. Ông trời chớ trêu thật. Cô ngồi dậy tiến tới tủ lạnh và uống một cốc nước đá cho người dễ chịu. Dù sao có hối hận hay không thì tất cả cũng đã xảy ra rồi. Tình chị em của cô và Vân mãi mãi không thể hàn gắn được nữa. Uống nước xong, Cô leo lên giường ngủ tiếp Vì mai phải qua trường sớm để làm báo cáo Thức muộn kiểu gì mắt cô cũng bị thâm xì như gấu trúc Cô không thể làm mất hình tượng xinh đẹp của mình trong mắt mọi người được Tuy nhiên, lại một lần nữa Khi cô vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Thì tiếng cót két cửa lại vang lên Có một bóng đen phủ kín đầu xuất hiện và lôi chân cô đi thật mạnh. Cô bật dậy quát lớn. Ai? Ai vậy? Cô nhấn công tắc đèn, mọi thứ sáng choang, soi gió từng ngóc ngách của căn phòng, nhưng tuyệt nhiên không có ai. Cửa phòng thì vẫn khóa kín mít. Cô có chút lo sợ, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Bỗng dưng cô cảm thấy có luồng gió lạnh toát xuyên vào cơ thể cô, chạy dọc theo sống lưng. Khí lạnh ấy chạy đến đâu là cô nghe như có hàng vạn muối kim đang chọc vào mình, dị máu. Cô hoảng hốt kêu lên, tôi bị làm sao thế này? Lời nói chưa dứt thì người cô cứ mềm nhũn ra, đổ gục xuống nền nhà. Sáng tỉnh dậy thì cô vẫn thấy cô đang nằm trên giường. Vậy hóa ra tất cả những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ sao? Cô hoang mang nghi ngờ trí nhớ của mình. Nhưng cuối cùng cô vẫn quả quyết tất cả mọi thứ là thật. Lẽ nào cô bị mắc chứng ảo giác? Một tháng sau. Nửa đêm, phòng đã tắt đèn. Ngọc Dung vốn bị cảm nhẹ. Thời gian này sức khỏe của cô rất tệ. Ban ngày thì không sao. Cứ về đêm là nóng lạnh thất thường. Cô phủ chiếc chăn bông kín mít lên người, chỉ thò ra chiếc mũi để hít thở. Đang lim dim ngủ ngon lành thì chiếc giường lay động như bị dịch chuyển. Cô khẽ mở mắt. Có vài người đang đi lại trong phòng. Họ giống quỷ thì đúng hơn. Toàn bộ đều rất kinh dị và mặt bị đập vỡ nát vụn. Điều khiến cô chú ý hơn là thấy Vân mặc chiếc váy ngủ màu trắng, tóc xóa dài chạm đất, trông vân giống một xác chết bồng bềnh trôi vân đưa đôi tay đầy máu cố với lấy cô đôi môi tím đen phun ra những tia đỏ mày sẽ phải xuống địa ngục và bán linh hồn cho ma quỷ những giọt nước mắt mặn mặn từ từ chảy xuống ngọc dung cảm thấy con tim mình như đã bị chìm xuống vực sâu không đáy đôi mắt cô nhoe lệ nỗi sợ hãi quá lớn đã khiến dung không thể kêu lên được nữa mà chỉ ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn. 12 giờ đêm, cô đã từng nghe mẹ cô nói, giờ này là giờ linh thiêng nên ma quỷ rất hay đi tuần và trêu chọc người khác. Cô nhớ lại khuôn mặt của Vân Ban nãy, nó khiến cô bị ám ảnh. Có phải là cô đang bị ma trêu không? Hay là có chuyện gì đang diễn ra? Chính bản thân cô cũng không thể nào hiểu nổi. Không, Út đi, đừng lại đây. Cô hét lên rồi ném gối, đồ đạc xung quanh về phía trước. Dường như lúc này cô điên loạn, không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Hết cười, xong lại sang khóc như đứa trẻ lên ba. Lát sau mệt quá, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Căn phòng lại yên tĩnh như thường. Bên ngoài cửa sổ gió lạnh vẫn ào ạt không rõ có bao nhiêu vong linh đang lầm lũi bước đi trong đêm tối. Trời còn chưa sáng. Ngọc Dung ngắm nhìn những tòa nhà cao ốc sáng nhấp nháy như những con đom đóm nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống khung cảnh thật mơ ảo. Cô khoác thêm áo rồi khẽ châm điếu thuốc để hút cho ấm bụng. Bao lâu rồi cô chưa được ngủ một đêm ngon giấc. Kể từ ngày ấy, ác mộng luôn bám theo cô mỗi khi đêm về. Hiếu cũng mất hút Cùng lời chia tay ngắn ngủi Cô tự hỏi Có phải là mình đang bị quả báo không Cô cảm thấy rất đau Toàn thân như tê dại Người cô nổi lên rất nhiều Những cục thịt màu đỏ Mà đi khám bao nhiêu nơi Các bác sĩ đều lắc đầu Không hiểu điều gì đang diễn ra Nó ăn sâu vào tim gan cô Khiến cô chỉ muốn cứ ra từng miếng thịt cho nhẹ nhõm ác mộng không bao giờ tự rời đi, trừ khi con người có thể tiêu diệt nó. Ác mộng của Ngọc Dung hiện nay bắt nguồn từ rất nhiều khuôn mặt quỷ dưỡng vây quanh và bám theo. Nó khiến cô như bị ai đó điều khiển. Cô sợ bóng tối, sợ màn đêm, sợ những cơn đau xé lòng hành hạ. Cô đã từng đi xem bói Đã từng đi điều trị tâm lý Và cả đến bệnh viện tâm thần Cũng không ăn thua Cuối cùng cô chọn cách nhẹ nhàng Đó là quay trở về với bố mẹ Ăn những bữa cơm mẹ nấu Rồi mọi chuyện sẽ để mặc xuống phận định đoạt Cái gì đến sẽ đến Alo Thùy Vân à Mày biết tin gì chưa Tôi đang ngái ngủ Mà nghe giọng lanh lành của cái Hà đứa bạn cùng lớp mà khiến tôi giật mình. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống. Cái dung nó vừa chết đêm qua. Nghe đầu chết trẻ quá, còn lưu luyến cói trần, nên mắt cứ mỏi trừng trừng không phút xuống được ấy. Mẹ nó phải mời pháp sư cúng bái mãi đi nhá. Số con bé đúng là hồng nhan bạc phận. Tao nghe tin mà sốc quá mẹ. Khổ thân ghê. Sao? Sao lại thế? Sao lại chết? Tao biết đâu được ta báo để mày sắp xếp đi phúng viến. Đợt trước thấy hai đứa thân như hình với bóng. Tai tôi ủ đi. Quả thật tôi rất thận nó, nhưng chưa bao giờ tôi mong nó có kết cục thảm hại như thế này cả. Tại sao nó lại chết? Có phải là vì thứ bùa ngày mà tôi đã thành công? Hay nó bị bệnh gì mà trước đây tôi không biết? Tôi chỉ muốn hù dọa nó một tí thôi mà. Sao mà có thể chết được chứ? chắc con hà chỉ đùa thôi nó biết tôi và dung giận nhau nên tìm cách để bọn tôi làm lành ấy mà con này đùa cha vui tẹo nào tôi tự trấn an và bấm máy gọi nghe cho dung để kiểm chứng chỉ cần nghe thấy giọng của dung là tôi sẽ tắt máy ngay vì đến giờ phút này vết nứt tình cảm của hai đứa quá lớn nên tôi chẳng biết nói chuyện gì thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau Tôi nóng ruột, cứ cách vài phút lại gọi một lần. Nhưng số di động vẫn thuê bao. Nó xảy ra chuyện thật rồi ư. Nếu thế thật thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình mất. Tôi lên Facebook, bỏ chặn nick nó để vào theo dõi tình hình xem thế nào. Nhưng nước mắt cứ chợt ứa xa, rồi lá trá xong bàn phím. Khi thấy rất nhiều dòng chữ, chia buồn cùng gia đình. Vậy là thật, nó chết thật tôi thu dọn một hai bộ quần áo tức tốc về hải phòng do trước khi tôi về nhà dung đã khá nhiều lần nên bố mẹ Dung quý tôi lắm nhận tôi là con gái nuôi vừa về đến cổng thì tôi đã thấy kèn trống inh ỏi trên bàn thờ hương khói nghi ngút dung ngồi trên đó đôi mắt nhìn tôi đầy oán hận tôi khuỵu xuống òa à khóc nức nở dung ơi tao về với mày rồi đây Tôi khẽ khàng thở ra Vào thắp cho Dung nén hương Và nhìn mặt nó lần cuối Mẹ Dung ôm lấy tôi Đớn đau thầy Kẻ đầu bạc Tiến kẻ đầu xanh Ôi Dung ơi Vân nó về thăm con đây này Con mở mắt ra mà nhìn bạn con ơi Sao con nỡ lòng nào bỏ mẹ Bỏ gia đình mà đi Mẹ có mỗi mình con Giờ mẹ phải giống thế nào đây Bác à Bác cố gắng vượt qua bác nhé ở dưới suối vàng nhìn bác thế này dung nó không yên lòng mà ra đi đâu tôi đỡ bác vào trong giường nghỉ ngơi chắc do mệt và khóc nhiều quá nên chân bác run run đầu gối khuỵu xuống nằm trên giường mà bác vẫn khóc tự dưng tôi có chút chùa xót tôi muốn hỏi rõ bác về cái chết của dung để lòng đỡ áy náy nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc thích hợp đêm xuống do đá thấm mệt nên tôi nằm trên ghế và ngủ thiếp đi lúc nào không biết trong mơ màng tôi thấy trên bàn thờ của Sung đang bốc cháy dữ dội điều đặc biệt là ở di ảnh mắt dùng chảy ra hai dòng máu đỏ tôi hoảng hốt trời ơi cái gì vậy có giọng nói ghé sát vào tai tôi ngay bên cạnh mà tôi cảm tưởng như nó đang ở một nơi thế giới nào đó vọng về lúc cần lúc xa Máu Là máu đó Tôi quay lại nhìn Đầy ngạc nhiên Dung Mày Mày còn sống à Mày chưa chết à Tao xin lỗi Tao không muốn hại mày Thật sự tao không muốn Nhưng không phải vì tao mà mày chết phải không Trả lời tao đi Có phải không Dung cười Một nụ cười ớn lạnh Đủ khiến người đối diện Dung mình sờn gai ốc <laughs> Tao hiện về để nhóc cho mày nhớ Mày đã hại tao chết thảm như thế nào Mày cần được tao tha thứ Thì mày mới thanh thản giống nốt quãng đời còn lại Nhưng không bao giờ tao tha thứ cho mày Tao sẽ đón mày đi với tao sớm thôi Tôi gào lên Dung ơi đừng đi Do giấc mơ quá đáng sợ Nên tôi bật dậy lúc 4 giờ sáng Tôi đảo mắt nhìn quanh Như để tìm một bóng hình quen thuộc nhưng sau đó tôi lại ghé thở dài Tự trách mình nghĩ linh tinh Chết là chết Chứ làm gì có chuyện ma quỷ hiện về Trả thù như trong phim ảnh Hay nhớ những câu chuyện ma quái mà tôi vẫn đọc Ba ngày sau Trồn cất dung xong tôi định về Thì hai bác xứng lại chơi ít hôm Để nhà đỡ chống vắng Thương thân già cô quạnh và cũng để bớt đi ái náy với vong linh của Dung nên tôi cũng nghe lời hai bác ở lại lo liệu cúng bánh rồi làm lễ cầu siêu cùng gia đình với hy vọng vong linh dùng dưới suối vàng sớm được đầu thai sang một kiếp khác vân à tiếng mẹ rung gọi mới có mấy hôm mà trông bác tiều tụy gầy dọc cả người dạ bác gọi cháu à Cháu cầm bó hoa hồng vàng Ra mộ nói chuyện với nó hộ bác Chứ giờ bác ra đấy Bác lại chỉ muốn đi theo nó thôi Hồi còn sống Nó thích hoa hồng vàng lắm Lần nào về Cũng mua mấy chục bông để cắm <cười> <cười> Mẹ Dung khé chấm nước mắt Dường như nỗi đau này Là cú sốc quá lớn đối với bà nên nhất thời bà chưa thể vượt qua nổi. Bà chỉ nghĩ con gái bà đang đi đâu đó một thời gian, rồi nó sẽ trở về bên bà sớm thôi. Nó thương bà như thế, tại sao lại nhấn tâm bỏ bà một mình được? Chào mẹ Dung xong, tôi lứng thững bước về phía Nghĩa Trang. Gió của buổi sáng sớm ở vùng biển thật lạnh. Ông già trong mộ thấy tôi mở cổng tiến vào thì khẽ hỏi tôi cô ra thăm ai mà sớm thế ăn mặc phong phanh thế kia khéo lại trúng gió đấy gió ở khu nghĩa địa này hoang vù độc lắm à cám ơn bác ạ bạn cháu mới mất cháu ra thăm nó để nó đỡ tủi thân sợ nó một mình nó buồn bác ạ bạn cô à mới mất chắc là con bé ngọc dung ấy gì Gió khổ đúng là hồng nhàn bạc phận nó chết thảm lắm. Nghe đâu là bị người ta bỏ bùa hại. Tim tôi đập như muốn vỡ khỏi lồng ngực. Tôi cố bình tĩnh để hỏi lại. Bỏ bùa là sao hả bác? Cháu mở Hà Nội về thấy bố mẹ của Dung đau buồn quá nên cháu không tiện hỏi. Ông già bỏ cặp kính xuống, lắc đầu ngán ngẩm, vẻ mặt đầy sự thương tiếc. Nào tôi có biết Thấy pháp sư vuốt mắt cho cô ấy bảo thế Cô ấy chết trong tư thế Mắt trợn trừng Toan lòng trắng Miệng máu chảy ròng ròng không cầm được Ai mà chứng kiến cảnh đấy Chắc bị ám ảnh cả đời Tôi sợ quá Nên không dám hỏi gì thêm Mà tiến thẳng vào nghĩa địa Chỗ ngôi mộ mới đắp Trần Ngọc Dung Hưởng Dương 21 tuổi Tôi khấn vái xong rồi lặng im rất lâu. Bao nhiêu câu hỏi ngột ngang được đặt ra ở trong đầu. Liệu Dung có về tìm tôi báo thù như ở trong giấc mơ hồ mấy? Tôi bất giác dùng mình, một tiếng nức nhỏ từ trong mộ vang lên. Không khí âm u lạnh lẽo bao trùm cả khu nghĩa địa buồn. Lúc chập tối, trời đổ mưa, nhưng giờ thì đã tạnh. Mặt trăng lấp ló ra khỏi đám mây, mấy ngôi sao cũng xuyên qua tầng mây tỏa ra chút ánh sáng lờ mờ trong bầu không khí tính mịch như vậy đột nhiên thấp thoáng vang lên thứ âm thanh nào đó bóng dung dần hiện ra đầy ma mị cô ấy không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt ghê rợn dùng là chiếc lưới dài vắt vèo qua cửa sổ rồi ghé vuốt ve mái tóc mình được một lát cô ấy bắt đầu âm ỉ khóc cô ấy trách tôi Tại sao lại hại cô ấy như vậy Khi bao nhiêu hoài báo cô ấy chưa kịp hoàn thành Chỉ vì một thằng đàn ông Phản bội tôi ư Máu Rất nhiều máu chảy ra trên gương mặt xinh đẹp của Dung Các bộ phận từ từ rơi xuống Thành một đống nhầy nhụa Và hôi thối Bị ruồi nhặng bầu kính Tôi cố cửa quậy Cố cử động Nhưng toàn thân bị cứng đơ Như đá đóng băng trong tủ lạnh giọng nói của dung lạnh lẽo vang lên bạn tốt à chúng ta sẽ còn gặp lại đến khi dung đi rồi tôi mới lại nghe thấy hơi thở đều đều của vợ chồng bác cái bên giường đối diện hôm trước bác nói tôi vào phòng dung ngủ cho thoải mái nhưng tôi từ chối khéo ờ à, vào căn phòng đó cháu nhớ dung lắm bác ạ cháu sợ cháu không chịu được mất thật ra là tôi sợ tôi sợ cặp mắt đỏ ngầu ấy lại hiện về tìm tôi trong bóng tối. Quả thật, tôi rất sợ. Chẳng lẽ linh hồn dung hiện về báo thù là có thật? Tôi nhất định phải làm rõ chuyện này. Phải hỏi rõ nguyên nhân tại sao dung chết. Chứ không lương tâm của tôi sẽ không chịu buông tha cho tôi mất. Mới 6 giờ sáng đã thấy bác cái hì hục ở trong bếp. Chắc bác đang nấu cơm để cúng dung bác luôn sợ con gái bác ở dưới đó bị đói khát. Đúng là tình yêu thương của các bà mẹ luôn vĩ đại. Bác có cần cháu giúp cái gì không ạ? À? Dậy sớm thế Vân. Cháu bác để ở bàn, cháu ăn đi cho nóng. Mấy ngày vừa qua, cháu cũng đã vất vả nhiều rồi. Còn dùng nó tùy kiếp này bạc phận, nhưng mà có người bạn tốt như cháu. Bác nghĩ chắc nó vui lắm. Trong lòng tôi dâng lên sự hổ thẹn, giọng tôi nghẹn nghẹn. <laughs> Mỗi người sinh ra đều được số phận định đoạt cả rồi. Tiếc là thiên sứ đón Dung đi sớm quá đúng không bác? Có một điều cháu cứ thắc mắc mãi chưa dám hỏi vì sợ bác buồn. Mẹ Dung buồn đũa quay sang nhìn tôi nhỏ nhẹ. Chắc cháu đang thắc mắc về cái chết của Dung đúng không? không riêng gì, gì cháu Mà ai cũng vậy thôi Một đứa con gái đang khỏe mạnh Tự dưng làn đùng ra chết Thì khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi lớn Dạ vâng Mọi thứ diễn ra gấp quá Nên cháu chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận Dung có bệnh gì đâu mà không biết chứ Dung có bệnh gì mà cháu không biết chứ Cháu vô tầm quá Ngồi xuống đây bác nói chuyện Tôi mím chặt môi Tim đập thình thịch Tôi hy vọng cái chết của Dung không liên quan gì đến mình ba cái bắt đầu hồi tưởng lại cái ngày về quê dùng rất khác suốt ngày nằm bẹp dí ở trong phòng nó rất sợ ánh sáng đặc biệt là ánh sáng của mặt trời cho đến một ngày mẹ con sắp phải đi xa rồi lại định đi du lịch ở đâu à dung không nói gì mà chỉ ôm lấy mẹ siết rất chặt ba ngày sau thì dung mất Tôi chào mày Thế nó không có biểu hiện gì lạ à bác Sao Dung không đi khám nhỉ Ngốc quá Nó đi rồi mà không bị làm sao cháu ạ à. Bác thấy sổ khám bệnh Ở bệnh viện lớn nhỏ đủ cả Khổ tâm lắm bà cũng đoán Nó gặp chuyện gì nhưng không ngờ <laughs> Còn lẽ rồi kiếp trước Bác ăn ở ác quá Nên kiếp này Con gái bác phải chịu trời cao thâm thẳm ơi sao ông ác với tôi thế ờ à, cháu xin lỗi cháu xin lỗi bác đáng nhẽ cháu không nên nhắc lại nỗi đau này đằng nào thì hồi trước đêm nào bác cũng thấy nó gặp ác mộng mặt mũi tái xanh bác hỏi thì nó nhất định không chịu nói chiếc hồn chết nó nằm ly bỉ chân tay chi chít những vết nhỏ li ti đỏ ửng Cả nhà mời bác sĩ đến khám Cũng không tìm ra bệnh Bác nghĩ Thủ chết Cô khỉ bệnh âm rồi Bác đi xem bói dưới kiến an ấy Thì người ta bảo Bà về nhanh nhanh lo hậu sự cho con gái bà đi Đêm nay là nó đi thôi Bác không tin Bác còn chửi người ta Ai rẻ dạ? 11 giờ đêm nó đi thật Nó đi mà Máu mồm ốc ra không nhắm mắt được Đau Đau lắm cháu ơi Bác phải tìm thầy trong chùa đến tụng kinh Và vuốt mắt cho nó Thầy bảo nó bị bỏ bùa Bị ma bắt đi Còn gái bác hiền lành là thế Có đắc tội với ai đâu cơ chứ Mẹ Dung khóc như chết lặng Tôi cũng khóc theo Cảm giác lúc này tôi không thể đặt Bút diễn tả nổi nó như thế nào Vì thật sự quá đau đớn rồi Là tại tôi tại tôi nên mới xảy ra bi kịch như thế vậy mà tôi còn ở đây đóng vai người tốt tôi đáng bị nguyền rùa cả ngàn lần hôm sau tôi quyết định về hoa bình để gặp thầy mo hỏi cho ra lẽ đường núi quanh co tận chiều muộn tôi mới tới nơi nhưng căn nhà sập sệ đã đóng kín cửa chả lẽ lại mất công mà không được việc gì nên tôi cố gắng ngồi đợi vừa mệt vừa đói cũng mày lúc sáng tôi có mang theo kha khá lương thực sự chữ Các cụ nói quả không sai Có thực mới vượt được đạo Cứ phải cho cái bụng ăn non nê rồi mới tính tiếp Đang suy nghĩ miền màn Thì có tiếng bước chân đi vào Làm tôi giật mình, sặc cả nước Tôi hò khụ khụ Cô tìm ai mà ngồi trước cửa nhà tôi thế này Ôi mày quá cứ tưởng sẽ về ngồi ở đây cả đêm à em em đến tìm thầy mo có tí việc ạ trước em có nhờ thầy làm lễ chết rồi cô ta đáp cọn lọt mặt không hề biểu lộ tí cảm xúc nào ai ai chết à ơ ờ, hai cái cô này buồn cười nhỉ cô không hiểu tiếng việt à thưa cô về tìm thầy khác mà lễ bái đi người kinh các người đúng là lắm chuyện Chị ơi Em xin lỗi Do em có việc cấp quá Nên hỏi chị dồn dập Em xin chia buồn cùng gia đình Tại bản thân em cũng vừa mới mất Nên em không điều chế được cảm xúc Cơ mặt cô ta có vẻ giãn ra Và dễ chịu hơn một chút Cô ta mở cửa để mời tôi vào nhà Mọi thứ trong căn nhà đơn sơ vẫn y nguyên như lần đầu tiên Chỉ khác là trên bàn thờ di ảnh của lão thầy mo được đặt trình hình trên đấy hóa ra lão chết thật không biết chết vì sinh lão bệnh tử hay chết vì điều gì ấy nhưng trong ánh mắt của con gái lão như có điều gì che giấu không thể để cho người khác biết tôi kể cho cô ta nghe về dung về việc dung bị một đứa bạn xấu bỏ bùa chết tức tuổi tất nhiên tôi không thể đủ can đảm thừa nhận đứa bạn xấu ấy chính là mình nghe xong cô ta lắc đầu mắt liếc nhìn di ảnh của bố rồi chép miệng bùa ngài nó muốn lấy mạng ai thì khó thoát lắm làm điều xấu rồi sẽ vận vào thân hết thôi thật ra không phải do bùa mà là do người làm bùa là sao hả chị em không hiểu có nói ra thì cũng muộn rồi thôi em về đi chúc em bình an quái lạ sao tự dưng cô ta lại đi chúc tôi bình an nhỉ hay cô ta đoán được tôi sắp gặp phải chuyện gì mặc kệ cái gì đến thì đến cô muốn trách cũng không tránh được cách tốt nhất là can đảm đối mặt tôi lầm bầm dung tao hứa sẽ chăm sóc bố mẹ mày thật tốt vì vậy mày hãy yên nghỉ buông tha cho tao đừng về tìm tao nữa bỗng tôi thấy có tiếng ai đó ở phía sau rít lên nghe trờn trợn. Tôi hoảng quá nên không còn biết làm gì khác ngoài việc cắm đầu chạy, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Một đám đàn bà trẻ con đang ngồi túm tụm bên đường, cười nói rôm rả. Thấy tôi chạy như bị ma đuổi nên túm lại hỏi chuyện. Người ở đây công nhận tốt bụng và thân thiện thật. Mày vừa chạy từ nhà lão thầy mo ra à? Lão chết rồi, cái bụng của láo không tốt, cái bụng láo chỉ muốn hại người. à à, dạ vâng ạ. À. nhưng nhưng tại sao ạ? À? tại sao lại chết vậy ạ? À? thì cả khu này ai mà không biết láo bị chính con gái láo giết cơ chứ. thấy tôi trợn mắt há mồm đầy ngạc nhiên, mấy bà xua tay giải thích. À, ấy ấy, không phải như cô nghĩ đâu là ngài đó Ai mà chả biết Lão quý cả hơn sinh mạng mà. mà ghê lắm nhá Nói nhỏ cho cô biết Lão chết Trong tư thế thật kinh khủng Bị móc mất hai con mắt Mồm thì sùi bọt Xác thì bị treo ngược lên cành cây Bằng một sợi dây thừng Vụ này gây chấn động toàn bộ Vùng núi nghèo hoang sơ này đấy cô ạ à. Gương mặt tôi từ dám dịp Chuyển sang xanh lét Là mọi người hoảng hốt lại làm cô sợ rồi Cô có sao không? Cháu... À, chắc tại lần đầu nghe chuyện này Nên cháu cảm thấy hơi đáng sợ một chút Thôi chờ sắp tối rồi Mọi người ngồi đờ, ngồi chơi Cháu cháu xin phép đi về ạ Tôi cố gắng bước thật nhanh Lòng chợt đau thắt từng cơn Đáng lẽ tôi không nên về đây Để nghe một câu chuyện đáng sợ như vậy Rồi bị ám ảnh Ngọc Dung chết Thầy Mo chết Người tiếp theo có phải là tôi không? Tôi ngồi thu lưu bên bờ ao, nét mặt thất thần. Đã có lúc tôi muốn lao đầu xuống dòng nước đang chảy xiết để chuộc lối với Dung. Nhưng khi đối diện giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi lại không đủ can đảm để thực hiện. Từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ sống tiếp mới khó, còn chết thì quá dễ dàng. Ấy vậy mà tôi sợ, quả thật rất sợ. Với một kẻ không biết bơi như tôi, chỉ cần nhảy ù một cái, thế là xong. Có khi Dung đang đợi tôi ở dưới để đoàn tụ, hoặc nó đang chờ cơ hội thích hợp để lôi tôi xuống. Tôi biết nhất định nó sẽ quay về báo thù, sẽ khiến tôi sống dở chết dở bằng mọi giá. Bọn tôi đã từng có một tình bạn đẹp. Nó có bao giờ tự hỏi tại sao nó lại đối xử với tôi như vậy? Còn gì đau lòng hơn khi chứng kiến cả người mình tin tưởng nhất lên giường với người yêu mình. Nếu đó không phải là Dung mà là một người khác thì tôi đã không điên cuồng thu hận như vậy. Cùng lắm là nhổ tuẹt vào mặt tên xấu xa kia rồi cười đều. Bố mẹ em dặn phải biết nhường đồ chơi cho những đứa thiếu thốn. Cuộc đời chớ trêu thật. Mà nhắc đến bố, lâu lắm rồi tôi mới về quê Nhìn bố vui đến nỗi mừng chay cả nước mắt Tôi là niềm hy vọng của bố Nếu tôi có mạnh hệ gì Thì bố biết sống sao đây Nước mắt tôi chảy dài nhoe nhoẹt trên gương mặt Tôi mím môi nhắm mắt lại Cả người tôi lúc đó dường như bị đóng băng Không thể cử động được Mãi về sau Nghe bác hàng xóm gọi Để cho ít hoa quả tôi mới bừng tỉnh Thấy tôi có vẻ mệt mỏi Nên bác lo lắng hỏi thăm Cháu sao thế? Học hành trên đấy vất vả quá à? Nhìn cháu gầy lắm. Muốn ăn gì thì cứ ăn, chứ đừng có tiết kiệm. Bố cháu đi làm nặng nhọc vất vả, cũng chỉ để muốn cháu có một cuộc sống tốt thôi. Tôi nặng nhọc đáp lời, sậm sụt rồi. Dạ, cháu không sao ạ. Mới hôm nay thay đổi thời tiết, nên cháu hơi mệt một chút. Nghỉ ngơi lại là hồi sức ngay ạ. Đến khi bác hàng xóm đi rồi, tôi mới cố gắng để lết vào nhà, nằm vật xuống ngủ ngon lành. Tôi cứ mơ mơ màng màng ố ớ, cho đến 5 giờ chiều mới bừng tỉnh. Toàn thân run lầy bầy, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng va chạm của răng. Tôi hít thở sâu mấy cái. Người lạnh toát như vừa vớt ở dưới nước lên. Mồ hôi tuôn ra tràn vào khóe miệng mặn mặn. Hay là lại bị trúng gió rồi, Tôi tự hỏi bản thân Rồi từ từ mở mắt Nhìn thấy cửa sổ mở toang Rõ ràng trước khi đi ngủ Tôi đã chốt chặt cửa Kỳ lạ thật Bỗng một cơn gió ao tới thổi mạnh vào cổ Khiến tôi có cảm giác Ai đó đã bóp chặt cổ mình Tôi run run nhìn lên di si ảnh của mẹ Thầm cầu nguyện để mẹ phù hộ Lúc này bầu trời đã chuyển sang màu đục đục Hoàng hôn tắt nắng tôi lao vội chút mồ hôi trên trán rồi ra thăm mộ mẹ chứ ở nhà vào thời điểm này cứ như một sự tra tấn giấc mơ đáng sợ đó tôi lại vừa trải qua kể từ ngày dung mất nó luôn bám giết lấy tôi bất kể ngày hay đêm linh hồn dung vẫn luôn ở quanh quẩn đâu đây tôi đảo mắt nuốt nước bọt ừng ực nhìn quanh rồi chạy vụt ra khỏi nhà chân mềm nhũn tôi dùng mình Bước chân của tôi lạnh lẽo vang lên ở trong nghĩa địa, không một bóng người, nhưng đầy mồ mà. Tôi có chút hối hận. Biết thế chờ bố về, rồi ra, chứ đối diện với nơi hoang vắng thế này. Không biết có con ma nào hiện ra dọa nạt tôi không? Vài phút sau, tôi đã nhìn thấy mộ của mẹ mình ngập hoa cúc vàng sáng rực cả một góc. Bố bảo hồi còn sống, mẹ hay trồng hoa nên khi mẹ mất rồi, bố cũng phải trang trí cho ngôi nhà của mẹ thật đẹp, thật nhiều màu sắc để mẹ cảm thấy vui lòng. Đôi lúc tôi thật ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ dành cho. Đôi lúc tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của bố dành cho mẹ hết cả cuộc đời này. Không biết sau này tôi có tìm cho mình được một người đàn ông như vậy không. Con xin lỗi, hôm nay con mới ra thăm mẹ được con gái của mẹ mệt mỏi quá rồi mẹ ạ liệu nếu con xuống đấy cùng mẹ thì mẹ có trách con không ở lại chăm sóc cho bố tôi vừa dọn dẹp nhổ ít cỏ dại xung quanh mộ vừa lẩm bẩm nói chuyện tôi tin ở một thế giới khác mẹ vẫn nghe được lời mà tôi nói có lẽ hôm qua ở trong điện thoại em gái tôi nghe được tâm sự khủng khiếp của tôi nên sáng nay nó mò về nhà rõ sớm Em tôi kém tôi 2 tuổi Đang học ở cao đẳng Nam Định Vừa về đến nhà chào hỏi bố xong Nó vất cái túi xuống ghế Rồi lôi tuột tôi vào phòng Giọng thì run rẩy Giống như một thố đen đang sợ bị linh hồn nào đó quấy phá Chị Lòng em thấy bất an và lo cho chị quá Cả đêm qua có ngủ được đâu Giờ mình phải làm như thế nào Hay chiều em với chị đi xem bói Rồi chụp cái vòng đang ám chị ra người chết thì đằng nào cũng chết rồi người sống thì vẫn cứ phải sống tiếp chứ tôi mở to mắt ra nhìn hướng cửa sổ lạnh lùng đáp chả ăn thua đâu chị đi xe mãi rồi thôi cái gì đấy nó đến em ạ à. dù sao cũng là chị hại nó coi như ác giả ác báo đi em đừng lo nhưng em sợ lắm ngộ nhỡ Mặt em gái tôi đăm chiều Tôi biết trong lòng nó nghĩ gì Thật ra tôi cũng sợ lắm Chết ai mà chẳng sợ chứ Nhưng một người lo là đủ rồi Tôi không giữ nổi bình tĩnh Thì kiểu gì mọi việc trả dối tung lên Lý do tôi nói cho em gái tôi biết Cũng chỉ vì nếu có chuyện gì xấu nhất xảy ra với tôi Thì nó sẽ biết nguyên nhân để mà đỡ sốc Ra rửa mặt rồi đi tắm cho mát đi Chị không sao mà Con bé này chưa gì đã khóc thế Phải mãi một lúc lâu sau Mới đứng dậy Cái mặt phụng vị vẫn còn đầy hoảng hốt Trong phòng chỉ còn một mình tôi Đơn độc đối diện với cặp mắt đỏ ngầu Của ai đó đang nhìn xoáy vào mình Giống như đang ở một cõi âm u xa xăm Không có đường về Vài hôm sau Trời càng ngày càng nóng Hôm qua nhà tôi có dỗ nên tôi phải chạy tướng chạy lui. Mồ hôi tuôn ra nhí nhại, ướt hết cả người, nên tôi phải chạy vào trong phòng thay bộ quần áo, chứ không lại ốm mất. Bỗng nhiên, tôi sờ được một vật cứng cứng gì đó trong túi áo. Tôi tò mò móc ra xem, thì giật mình hết toáng lên. Khi đó là chiếc nhẫn ngọc màu xanh. Đây rõ ràng là chiếc nhẫn tôi đã mua tặng dung khi bọn tôi kết nghĩa chị em tên nó vẫn được khắc trên đấy Nên tôi không thể nào nhầm lẫn được Ai? Là ai đã bỏ vào túi tôi? Trời ạ! À, tôi phát điên lên mất Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhấn Cảm giác đó thật khó có thể diễn tả bằng lời Chuồng điện thoại bỗng vang lên Tôi lập tức nghe máy Là giọng của bác cái Sắp đến 49 ngày cái dung Hôm đó cháu về nhá Lúc đầu tôi sững sờ chưa kịp phản ứng lại Mãi sau bác gái gọi tên tôi mấy lần Tôi mới như thoát khỏi cõi u mê à, Dạ vâng ạ Nhất định cháu phải về rồi ạ à? Bác à, cố giữ sức khỏe Hôm đó cháu gặp bác Rồi bác cháu mình tâm sự tiếp Cháu cũng nhớ cái dung quá ạ à. Bác gái chậm rãi nhà từng chữ một Tôi bất giác sững cả người ra Đêm qua, bác mơ thấy Dung về, nó cứ đứng nhìn bác rồi khóc Mặt nó buồn lắm Thế Thế Dung có nói gì không bác À không Nó cứ đứng khóc thôi Một lát thì người ta lôi nó đi Nó chảy nhiều máu lắm Khổ thân con bé Ở dưới đó không biết có được ăn no không Có ai đánh đập hành hạ nó không Biết bác gái sắp khóc Nên tôi phải chuyển sang chủ đề khác Tự dưng tìm tôi đau nhói tôi đấm tay vào tường đầy bất lực. Mọi hành động nông nổi đều phải trả bằng cái giá quá đắt. Nửa khuya, đêm nay lại là một đêm khó ngủ. Tôi chằn chọc lăn hết bên nọ đến bên kia. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ngủ một giấc đúng nghĩa. Còn chuyện chất nhẫn đó, có phải là tôi đang mơ không? Nhưng nó vẫn đang ở đây, sáng lấp lánh trong đêm tối. Dường như nó còn chứa đựng cả móng nước mắt và hơi thở của Ngọc Dung. Mấy lần tôi bật dậy định vất đi, nhưng rồi lại không đủ can đảm. Dù sao đây cũng là kỷ vật cuối cùng mà tôi có được. Càng về đêm, gió thổi càng lúc càng mạnh, khiến đồ đạc trong phòng bay loạn xạ. Tôi vội đóng cửa sổ, chốt then cẩn thận, nhưng mọi thứ dường như đang muốn trêu người tôi. Ngọn đèn trong phòng cứ nhấp nháy liên tục, tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo vô cùng chợt có tiếng động nhẹ nơi góc tủ cạch cạch tôi vớ lấy chiếc điện thoại để bật đèn pin xem ai ai đó ai đang ở đấy tôi lớn tiếng hỏi cũng chỉ mong em gái tôi giật mình tỉnh giấc nhưng xem ra nó vẫn ngủ ngon lành bỏ mặc bà chị là tôi đang cò rúm chống cự lại với thế lực của bóng đèn về kín bỗng một bàn tay trắng giả không biết từ đâu trồi lên vỗ nhẹ vào mặt tôi điều đó khiến tôi chết sững tim như muốn chạy trốn khỏi lồng ngực một cơn ớn lạnh ập vào sống lưng đây là thật không phải mơ lẽ nào lẽ nào tôi cố gắng siết chặt tấm chăn mỏng manh lòng thầm cầu nguyện cho ác mộng kinh hoàng sớm kết thúc nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan âm bồ tát một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi đã có gan hại người mà vẫn sợ ma hả vâng tao đây bạn tốt của mày đây ôi đừng đừng lại đây tao xin mày tao lại mày xin mày tha cho tao tôi liếc mắt nhìn về phía dung chỉ thấy gương mặt xinh đẹp ấy bỗng méo đi thành một hố tròn da mặt rơi hết ra tạo nên một bộ sọ vẫn còn nhờ nhớp máu đầy kinh dị máu vẫn không ngừng chảy lình láng cả căn phòng của tôi bỗng chốc trao đảo và tanh nồng mùi máu à, tha cho tao đi đừng lại đây chị chị ơi là em đây mà chị làm sao thế nó đâu rồi? Ai đâu? Chị bình tĩnh là nghe em nói đây này Em là Chi, em gái của chị đây Tôi ôm chặt lấy chị khóc tức tưởi Đèn phòng được bật sáng choang Không có giống vết gì có ma quỷ vừa xuất hiện Chị kể Em đang ngủ Thì nghe thấy có tiếng ai đó gọi Đến khi em mở mắt ra Thì thấy chị ngồi đó Tóc tài rú rượi đang ôm chặt đầu Lúc đó chồng mắt chị dại đi sợ lắm như bị ai nhập ấy chị biết là ai rồi tôi xoa đầu chi chi ngoan không sao đâu em ngủ đi nhưng nhưng mà chuyện này tôi gắt thôi nào chị muốn yên tĩnh em làm ơn đừng nói thêm gì cả được không chị khẽ gật không ai biết nó đang toàn tính điều gì khi tôi còn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh Thì bị tiếng ồn nào huyên náo làm cho tỉnh giấc Tôi mơ màng mở mắt ra Trời đã sáng Ngoài ngõ vang lên những tiếng bước chân chạy rồn chập Và tiếng nói chuyện Hình như đã xảy ra chuyện gì khác thường Tôi khẽ lai chi đang nằm bên cạnh Dậy đi em Bên ngoài ồn ào quá Không biết có xảy ra chuyện gì không Chỉ có vẻ đang ngủ say Nên lụng bụng Mới sáng sớm mà chị Em vừa mơ thấy bạch mã hoàng tử xuất hiện Thì bị chị làm cho tỉnh giấc Hoàng tử của em đi mất rồi Đúng thật là Thôi Xem phim Hàn Quốc cho lắm vào Suốt ngày mơ với chả mộng Chị dụi mắt Chưa kịp nói gì Thì thình một cái Bố tôi đẩy cửa lao vào như một cơn gió Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán bố thờ hồn hển hai đứa dậy đi có con rắn to lắm đang cuộn tròn trên bàn thờ trước miếu nhà mình ấy không biết có điềm báo gì không chưa ai dám bắt cả tôi nhèo mắt tỏ vẻ đầy ngạc nhiên hồi xưa bố chuyên đi bắt rắn về làm trả cho bọn con ăn sao tự dưng hôm nay lại sợ con rắn bò lạc trên bàn thờ thế nhà mình ở khu chậm chạp thì thiếu gì rắn đâu trên thành phố hiếm thì đã đành nhưng mà mắt nó mắt nó ghê lắm bố nhìn mà tóc cái nổi hết cả lên nó không giống rắn bình thường đâu chị bán tín ban nghi lôi tay tôi ra xem thế nào đi chị ở phía ngoài thấy mọi người đang chỉ trỏ bàn tán ai cũng bảo là rắn ma rắn cải miếu nó xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật mồm phì phì mắt trơ cháo dòm xung quanh không hề tỏ ra sợ người Chắc con rắn này thành tinh thật rồi Bỗng tôi cảm thấy lồng ngực như nghẹt thở Trong đám đông tôi đã nhìn thấy Dung mặc chiếc váy hai dây màu hồng nhạt Đang treo cổ ngay phía cây bàn sau miếu Dung không chỉ treo cổ mà còn cắt đứt lưới Máu rơi xuống tong tong ướt đâm đìa không khí xung quanh hòa cùng mùi máu tanh nồng nhớp nháp tôi chợt oẹ một tiếng cúi người nôn thốc nôn tháo chỉ hút hoảng Chị Vân, chị làm sao đấy? Tôi tái mét. Lúc này trong mắt tôi ngập tràn những mớ tâm trạng thật phức tạp. Mâu thuẫn có, đau khổ có, tuyệt vọng cũng có. Tôi chào mày lắc đầu, lùa ngón tay vào trong tóc giật mạnh để các cơ trong đầu được giãn nở ra. Bố tôi thì tưởng tôi sợ con rắn, nên dục chi đưa tôi vào nhà đứng lâu, sợ quá lại hoảng. Con đưa chị vào giường nằm nghỉ ngơi, không có chuyện gì đâu, ngoài này để bố giải quyết. Chị giả một tiếng thật khẽ, chỉ đủ để bố và tôi nghe thấy. Trong mắt chị dường như có linh cảm về một điều gì đấy, khi lấm lét nhìn quanh. Hướng về phía cây bàn, lẽ nào nó cũng nhìn được. Thấy chị ngẩn ngơ tôi vội dục. Vào thôi em, tôi để ý thấy tâm trạng chi càng lúc càng thất thường hơn ánh mắt mơ màng bất định tôi để ý thấy mấy lần con bé định nói gì với tôi nhưng lại thôi một lúc sau chi đứng dậy và quay qua bảo tôi em ra thăm mộ mẹ đây ờ, chờ chị với chị đi cùng từ nhà bước ra bầu trời âm u một cách đáng sợ từng đám mây đen thật lớn lơ lửng trên bầu trời tôi chép miệng không biết có mưa được không? Thấy chị mặt vẻ vẫn như vô hồn, tôi hích mạnh. "Này, em làm sao đấy?" Con bé vẫn chẳng thèm nhìn tôi mà dán mắt xuống chiếc điện thoại. Tôi bực mình quát lớn. "Có gì thì nói ra xem nào, ơ ờ, hay bực thế nhỉ?" Chị cau mày, hậm hực lườm tôi một cái. "Em bị ma dọa cho gần đau tim mà chết đấy." chị biết chưa à? giờ vẫn đang sợ đây, mà chị cứ nói nhiều, lại nhảy đau cả đầu. bình thường khi nghe giọng điệu kiểu này, thế nào tôi cũng vả cho nó vài phát, nhưng hôm nay nhắc đến từ ma, tôi như chùn bước lại. tôi ngẩn người, giọng lắp bắp. nói rõ ra xem nào, Ú, úp mở thế thì, thì ai mà hiểu? chị trầm tư giây lát rồi khẽ nói. Em nhìn thấy chị dung bản chị Chị còn cười với em nữa cơ Ôi mẹ ơi, sợ chết mất Sao, sao mày biết nó là dung bản chị Thì trước suốt ngày chụp ảnh úp facebook em còn lạ cái gì Chị gầy gầy cao cao, có cái má lúm đồng tiền đúng không Tôi mơ hồ Nó dọa mình tao là đủ rồi, thế lại dọa cả mày Con tim tôi lúc này đã trở nên đông cứng và vô cùng nặng nề. Tôi suy nghĩ mãi Tại sao Dung lại cố tình để em tôi nhìn thấy Hay Dung định làm gì em tôi Không Luật đời có oan có đầu Nợ có chủ Người mắc nợ Dung là tôi cơ mà Đang suy nghĩ miền màn Thì trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã Tiếng giấm liên tục rền vang Đủ khiến con người ta lo sợ Tôi và Chi quyết định đội mưa Để chạy về nhà Chứ cứ đứng trúi ở gốc cây to Chẳng may bị xét đánh đen thui thì khổ hai đứa ướt nhẹp che tàu lá chuối vội vá vi nhanh như một cơn gió đến lúc tôi ngẩng mặt lên thì thấy một bóng người màu trắng đang lầm lũi đi giữa đường không gió là người hay ma tôi sợ hãi hít thở một hơi thật sâu rồi gọi chi chi lại chị bảo này tôi thì thầm mày có nhìn thấy ai đang đứng kia không áo trắng ấy đâu làm gì có ai Chả nhẽ lại gặp ma tiếp à? Bờ vai mỏng manh của tôi rút lên bần bật. Tôi khóc thảm thiết. Vừa khóc vừa kéo tay chi, chạy sống sót về được đến nhà đã là tốt rồi. Mười giờ đêm. Giờ lúc sáng bị ngấm nước mưa nên toàn thân tôi mệt mỏi rã rời. Mặc dù mí mắt đã nặng trịch, chỉ muốn dính vào nhau. Nhưng trí óc tôi lại tỉnh táo lạ thường. Tôi nghĩ về Ngọc Dung Nghĩ về tất cả mọi người Nếu biết câu chuyện này Thì có trách tôi đã nhấn tâm ra đây tàn sát bạn mình Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi Thì các bạn sẽ làm gì? Cao thượng bỏ qua Hay lại cay cú lên facebook bóc phốt Tình yêu không có lỗi Lỗi ở bản thân Chắc hẳn sẽ hot lắm Mạng xã hội mà lại Tôi không đủ can đảm để làm vậy vì tôi vẫn coi Ngọc Dung là chị em tốt của mình. Bao ký ức, bao kỷ niệm đâu vài muốn quên là quên ngay được. Tôi chỉ muốn nhờ bùa ngài dày vò Ngọc Dung một chút, chứ úp lên mạng xã hội thì cả thiên hạ sẽ chỉ trỏ và giày vò nó. Ai ngờ. Ngoài trời mưa vẫn rơi, sấm chớp thi nhau rền vang. Khó khăn lắm tôi mới mơ mà ngủ tiếp đi nhưng cơn ác mộng lại thừa dịp tấn công tôi mơ thấy màn đêm đen kịt lao đến tôi như nước thủy triều đôi bàn tay gầy gò như que củi đang lần đến mép giường tôi rồi lần đến người tôi sờ mó lung tung tôi không nhìn thấy chủ nhân của đôi tay đó nó đang ẩn nấp trong bóng tối tôi ra sức giãy ruộng cuối cùng cũng bừng tỉnh toàn thân đầm đìa mồ hôi tôi sợ hãi giơ tay lên lau mồ hôi trên trán còn chưa kịp định thần lại sau cơn ác mộng đã nghe thấy tiếng khóc thút thít được phát ra từ chính vòng của mình ngọc dung à xin lỗi mày xin mày đừng khóc trong phòng ngủ Chi đang nằm dài một góc để đọc tiểu thuyết. Vừa thấy tôi bước vào, Chi lo lắng hỏi. Chị này, địa ngục có phải là nơi rất đáng sợ không? Có vẻ dưới đó tối tăm và không nhìn thấy ánh sáng không? Tôi thầm nghĩ, địa ngục còn đáng sợ hơn thế nhiều. Nhưng tôi không thể trả lời em tôi vậy được, vì đợt gần đây nó rất hay bị ám ảnh. Từ cái ngày bắt gặp sung hiện về ở gốc cây, đêm ngủ chi để sao tỏi cành dầu kín cả giường nó quan niệm những thứ đó có thể bảo vệ được nó bình yên cũng tại tôi tôi ngồi gần nó mần mề chiếc cối rồi chép miệng hâm chết rồi thì còn biết cái gì nữa đâu sao tự dưng lại hỏi linh tinh thế chị cúi đầu ủ dũng chả biết nữa tại em thấy ranh giới giữa sự sống với cái chết nó mong manh quá cứ như con bạn em ấy Hôm qua mới gọi cho em xong Nay đã chết rồi Bạn ấy tắm đêm bị cảm lạnh Đúng là cái số chị nhỉ Thế mày không đi phúng à Ai mà chả về chết Sớm hay muộn thôi Quê nó ở Tít Nghệ An cơ Xa lắm Chưa nói xong Mắt chị đã đỏ au như thể sắp khóc Tôi vội vã hà nùi Nào đừng buồn nữa chỉ là bạn ấy đi sớm hơn chúng ta một chút thôi Tôi không nói còn đỡ Tôi vừa nói là nước mắt tri liền ao ạt chảy ra Từng giọt từng giọt vô cùng thương tâm Chị nói trong tiếng nức Chị Vân ơi em sợ lắm Liệu chị Dung Chị Dung có bắt chị đi theo không? Hóa ra là nó lo cho tôi Tôi mỉm cười cố ra vẻ bình thản <laughs> Dung sẽ không làm như thế đâu Chi rụt rè dựa sát vào người tôi nói nhỏ Nhưng mà em cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn ý. Do em nghĩ nhiều quá thôi Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn bất giác dùng mình một cái Thật đấy, em toàn nằm mơ suốt đi Chị lại ghé sát vào người tôi thêm chút nữa Tay chị lấy cánh tay tôi Tay nó vừa lạnh vừa ướt dính nhờm nhớp khiến tôi thấy khó chịu chị kể em nằm mơ thấy toàn thân chị đầm đìa máu trên ngực còn cắm một con dao gọt hoa quả ấy. còn chị dung cứ đứng nhìn chằm chằm rồi nhếch mép bỏ đi em sợ lắm tôi nuốt nước bọt an ủi nghe câu sinh giữ tử lành chưa chị căng thẳng ngắt lời tôi không phải Lúc nào em cũng cảm thấy chị Dung đang ở ngay cái nhà này Đang quan sát xem chúng ta làm gì ấy. Nghe đến đây toàn thân tôi co rúm lại Đến chi còn cảm thấy như vậy Thì tại sao tôi lại không biết chứ Tiếng khóc đó Oán hận đó Chỉ là tôi muốn vớt lờ đi Lẽ nào Thực sự hồn mang của Dung muốn lấy mạng tôi Nghĩ vậy tôi bỗng cảm thấy Có một luồng kính âm sộc thẳng vào Chị Vân Em phải đi nói với bố chuyện này đi Tôi lớn tiếng quát Đứng lại Em còn coi chị là chị gái của em không Chị tự giải quyết được Chị không đáp Mà quay mặt ra chỗ khác Tôi biết nó đang lặng lẽ khóc Tiếng khóc thoát ẩn thoát hiện Như trong gói u mê mộng mị Quả thật quãng thời gian gần đây Tôi đã quá mệt mỏi rồi Tôi tự hỏi Chết có phải là sự giải thoát đêm đến tôi buồn đi vệ sinh nên uể oải ngồi dậy mặt nhắm mắt mở trong phòng thấy đèn vẫn sáng choang chắc lúc nãy chi quên chưa tắt điện tôi vặn nước cả bồn rửa mặt trà sát đôi tay gầy gò của mình ở trong đấy hơi lạnh của dòng nước thật khiến con người ta sảng khoái bỗng nhiên tôi phát hiện có một dòng máu đỏ tươi chảy ra Máu ở đâu? Tôi ngẩng đầu nhìn mình. Mình ở trong gương hình như đã già đi rất nhiều. Mà tự dưng chảy máu. Có phải là do tôi đánh răng, máu mới chảy ra như vậy? Đang trầm tư suy nghĩ, thì chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi trợn mắt nhìn lại mình trong gương. Không, tường này làm gì có gương cơ chứ. Hôm qua bố tôi làm vỡ, nên đã kịp lắp đâu. Trong đầu tôi chỉ kịp lóe lên suy nghĩ Phải chạy thật nhanh ra khỏi đây Chính lúc này tôi nhìn thấy một bàn tay đen xì được thò ra từ bức tường Không có móng tay và lòi cả miếng thịt đã tối giữa Tôi xông ra khỏi nhà vệ sinh Lao vào giường ngủ, trùm chăn, run cầm cập Vài hôm sau, ngồi trên xe buýt Tôi thất thần nhìn ra bầu trời xám trắng bên ngoài khung cửa Hôm nay là 49 ngày của Dung tôi về thắp cho nó nén hương và mang cho bác gái ít thuốc bổ bằng lá cây của người dân tộc thấy bác trai bảo bác gái vẫn sốc và tiều tụy lắm thật ra lòng mẹ tôi mất sớm nên tôi coi bác gái như mẹ mình chứ không phải do sợ dung mà tôi mới làm như vậy cả đêm qua tôi đã nghĩ thông suốt rồi nếu thử thần đến đón thì cứ đi thôi có trốn tránh cũng cha được ai sai ai đúng không còn quan trọng nữa sự việc tuy xảy ra ngoài ý muốn Nhưng tôi không thể phủ nhận Tôi đã bức tử bạn mình Nó còn quá trẻ Còn tương lai Còn bố mẹ già cần chăm sóc Nó phải chết trong cổ nhục và đau đớn Đến nỗi không can tâm nhắm mắt Đau đớn như vậy Nó hận tôi là đúng Quá đúng rồi Vì thế chưa bao giờ tôi oán trách nó Về việc tìm tôi báo thù cả Chỉ là đừng dọa em gái tôi Có được không? Đêm khi tôi đang ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh Thì tôi nghe thấy có người gọi tên mình Tôi muốn mở mắt ra Nhưng mí mắt tôi lại như thể bị dính chặt vào nhau vậy Hơn nữa cơ thể tôi cũng như thể bị dính chặt xuống giường Không thể nào nhúc nhích được Ngay cả miệng cũng không tài nào mở ra được Tôi bị sao vậy nhỉ? Tiếng gọi đó càng lúc càng vọng lại cần Tôi sợ hãi nín thở và phát hiện ra ai đó đang đứng ngay trên đầu giường của tôi. Toàn thân tôi co rút, mở choang mắt. Còn chưa kịp đợi tôi định thần lại. Trong cơn hái hùng, tôi đã nhìn thấy ngay một cái bóng người con gái mặc áo trắng lờ mờ ngồi ngay ngắn. Dưới ánh trăng, tóc cô ta rối bời buông xóa, khiến khuôn mặt chìm ngập trong bóng đêm, không thể nào nắm bắt được. Dáng vẻ nó trông giống như một nữ quỷ. Hai chữ này vừa nảy ra trong đầu óc tôi Tôi sợ hãi tột cùng Kêu lên thất thanh Nước quỷ đó dí sát vào tai tôi Phả ra hơi lạnh tấu xương Vân, đứng dậy nào Tôi như bị thôi miên Cứ thế lững thững bước Không biết mình ra được cái giếng Ở mé vườn từ bao giờ Giếng sâu hùn hút soi rõ bóng dung trong đấy Dung nhìn tôi nhếch mép Mày có cảm thấy có lỗi với tao không? Vâng Mày có muốn chuộc lỗi không? Tôi khẽ gật Cờ miệng mấp máy Khóe mi trào ra những giọt nước mắt nóng hổi Tao rất nhớ mày Đã từng rất thật Nhưng đến giờ phút này Tao mới biết mày quan trọng với tao thế nào Dùng cười Giọng mỉa mai <laughs> Sao? nói thế để tao mềm lòng không đẩy mày xuống giếng à? Kết cục chết vẫn cứ là chết thôi. Mày là bạn thân của tao cơ mà. cảm thấy có lỗi. tại sao lại không xuống đoàn tụ cùng tao cơ chứ? tôi lau nước mắt. ừ, có gì đáng sợ đâu. thật lòng xin lỗi mày. mày cũng nợ tao một lời xin lỗi, ngọc dung ạ. ai cũng có thể phản bội tao. nhưng tại sao lại là mày? tại sao? tôi vừa khóc vừa đấm thồm thục vào ngực tim như bị đóng băng trong tủ đá đừng nói nhiều nữa nhảy đi nếu mày thật sự nhớ tao như thế thì hãy chứng minh bằng hành động chứ đừng ở đấy mà khóc lóc tôi gật đầu được rồi đợi tao ở dưới đó nhé rồi chúng ta tranh đoạn tiếp sống dày vò khổ sở tao cũng chịu đường đủ rồi tạm biệt bố tạm biệt em gái Tôi lao mình xuống giếng Câu hỏi của Chi một lần nữa vang lên trong đầu tôi Địa ngục có phải rất đáng sợ Ánh nắng của mặt trời chiếu vào làm tôi nheo mắt lại Nhìn đồng hồ thì mới có 7 giờ sáng Tôi ngơ ngác nhìn đi nhìn lại xung quanh Vì cứ tưởng đêm qua mình đã chết rồi Nhưng mọi thứ vẫn y nguyên như vậy Không thể là mơ được Cảm giác thật đến nỗi Mắt tôi vẫn còn sưng hút Kỳ lạ quá sau khi ăn sáng xong Tôi xin phép hai bác để về quê sớm cho kịp chuyến xe Bác gái nước mắt ngắn nước mắt dài Ôm chầm lấy tôi Rảnh thì lại lên chơi với hai bác nhé cháu Còn có mỗi hai thân già này Tôi thở dài Nhìn lên ảnh dung một lần nữa Rồi khẽ đáp Ôi, Tuần sau cháu sẽ về Kẻo dung nhớ cháu lại nhắc 11 giờ trưa Vừa về đến nhà Chi đã tiếu tít Nét mặt lộ rõ sự hồ hời Chị Vân ơi chị Vân Chiều em dẫn chị đến một nơi Em hẹn được bà ấy rồi Tôi lườm Chi một cái Nguyết dài Hừm. Lại bói toán đúng không Phí tiền mà chẳng giải quyết được việc gì Có ai xem đúng đâu cơ chứ Chị lành là chành em thề với chị nhá bà này nổi tiếng kinh khủng chuyên gọi hồn mình đi gọi chị dung xem chị ấy có yêu cầu gì không tôi chưa đi gọi hồn bao giờ nên khá tò mò tặc lưỡi thử vậy nốt lần cuối nếu không đúng thì coi như ném tiền qua cửa sổ Mà thời buổi này không gì kiếm tiền nhanh bằng nghề bói toán ngồi một buổi nói lăng nhăng cũng kiếm được bạc triệu Chiều hôm ấy, bà đồng mà chỉ nói cách nhà tôi hơn 3 tiếng đi xe khách. Nhà mạng thành phố, nhưng bé tí và khá khó tìm. Bước vào ngôi nhà thiếu ánh sáng, cứ như là ma vậy. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ, thì nhìn thấy một bà láo nhỏ bé gầy gò mặc bộ đồ đen bước ra. Bà nhìn chúng tôi, sau đó ngồi xuống trước một cái bàn đầy những hương lò, tiền giấy và các loại bình lọ. Khuôn mặt vô cùng lạnh lùng cháu chào bà, cháu là Chi, còn đây là Vân, chị gái cháu ạ. Không đợi Chi nói hết, bà đồng từ tốn nói: ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày mất của con bé đó ra đây, cả cây quán nữa nha. Tôi ghi hết thông tin lên một quyển sổ. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, bà đồng hai tay đặt lên bàn, liên tục vỗ đập loạn xạ. Cây đầu cũng bắt đầu lanh chuyển, miệng đọc lầm bầm. Sau đó, toàn thân bà đồng bắt đầu rung lắc mạnh, như thể bị mắc bệnh điên, luôn miệng lẩm bẩm gì đó. Tiếp đến, đèn trong phòng cũng bắt đầu nhấp nháy chập chờn, lúc sáng lúc tối. Không biết gió từ đâu thổi tới, khiến giấy trên tường kêu sột soạt, ngay cả cái bàn cũng bắt đầu rung động. Trong không khí thậm chí còn bay lất vất. Chỉ run sợ ôm chầm lấy tôi, tôi cũng căng thẳng, còn tim trong lồng ngực đập thình thịch. Một lát sau, bà đồng nhắm chặt mắt, lắc mạnh. Lấy miếng bùa màu đỏ dán lên trán trì, bà quay sang bảo tôi. Bạn cô về rồi đấy. Hỏi gì thì tranh thủ hỏi nhanh nhá. Không có bé này nó lại mệt. Dung, có phải mày đấy không? Dung nhìn tôi gật gật. Tôi chỉ biết hòa khóc nước nở. Chuyện đêm qua là thật, không phải mơ đúng không? Ờ... Xin lỗi mày Thật ra Dùng chưa nói hết câu Tôi đã ngắt lời Tao biết mày hận tao lắm Vậy tại sao Tại sao mày không đưa tao đi cùng Con hầm Dùng gó nhẹ vào đầu tôi Tao thử xem mày thế nào thôi Nếu đêm qua mày hèn nhát trốn chạy Thì có thể tao đã đẩy mày xuống đó rồi Nhưng mà mày cũng dũng cảm đấy chứ Tao, tao thật sự rất nhớ mày Dung ôm lấy tôi Bọn ta đều sai rồi Hãy cứu tao Nhà thầy mo đó tao không thoát được Tao Ơ ờ, Dung Tôi hoảng sợ cứ thấy Dung ngã nhoài ra đất Bà đồng bảo Dung bị đẩy ra rồi Tôi có xin bà để cho Dung vào lại Nhưng bà nói không thể Vì rất tổn hại dương khí bạn cháu cũng tới số chết rồi Nếu không phải năm nay Thì cũng sang năm sau thôi Nên cháu đừng suy nghĩ nhiều Có lẽ chết là một sự giải thoát tốt nhất Còn hơn là về sống trong nỗi đau của bệnh tật Tôi cúi gằm mặt Có chút hổ thẹn Bà biết hết đưa Sao lại không Bà Đồng bấm bấm ngón tay ra vẻ tính toán gì đó Rồi quay lại bảo tôi Cháu về nhà ông thầy Mo Đi đến chỗ tối tăm nhất của khu vườn đằng sau nhà Có một cái bụi cây xanh mướt Tỏa hương thơm rất quyến rũ Chính là cái bụi cây ấy Cháu nhỏ ba giọt máu của mình xuống Niệm cái bài chú này Rồi đợi đúng đến 12 giờ đêm Thì bới gốc cây lên Phải nhớ đúng 12 giờ đêm Đó là huyết ngải Lão thầy mo chồng Cũng chính là nơi giam giữ linh hồn bạn cháu Biến bạn cháu thành tay sai của ma ngài Nhớ kỹ những điều này nếu tụi cháu còn quý tính mạng Tuyệt đối im lặng Thở bằng miệng và hít vào bằng mũi Lấy được thứ cần lấy Thì lập tức châm lửa đốt Và rời khỏi đó ngay Tôi ngập ngừng Vâng, cháu sẽ đi ngay Cảm ơn bà Chỉ nhất quyết đòi theo tôi đi cho bằng được Quả thật tôi không muốn em gái tôi Tham gia trò mạo hiểm này Nhưng nó cứ nặng nặc đồng hành cùng tôi Thêm một người cũng bất đáng sợ Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp Tối Khi đi đến khu rừng nhỏ Tiếng gió rít ầm ầm Cành cây nghiêng ngả theo cơn gió Như thể một đám âm hồn đang điên cuồng nhảy múa Khiến cho người ta run rẩy sợ hãi Chỉ nép sát vào cơ thể tôi Mồm thì luôn miệng lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật Tôi soi đèn pin về phía trước Khẽ thì thầm Thôi thì im lặng đi không khí lúc này còn chưa đủ đáng sợ hay sao chứ mà lúc chín giờ khi vừa đến đây tôi đã có ý định tìm gặp con gái láo thầy mò để xin phép được đào gốc cây như lời bà đồng cả nhưng chị bảo ngộ nhỡ con gái láo ta không đồng ý ai mà biết cô ta tốt hay xấu thôi cứ cẩn thận cho chắc chỉ là đào một gốc cây trong vườn thôi nên chả ai biết được đâu tôi nghe nói cũng có lý nên gật đầu tặc lưỡi Ừ, quyết định như vậy. Thời gian trên chiếc di động dừng lại ở con số 12 giờ kém. Bất giác tôi thấy hơi lành lạnh. Tôi và Chi đang ngồi co so trên bụi cây mà bà Đồng miêu tả. Công nhận nó phát ra thứ mùi thơm mê hoặc say đắm lòng người. Lèn vào khu vườn này là việc quá dễ dàng. Vì nhà lão thầy mo không có cổng, nhưng tôi cứ cảm thấy rờn rợn khi có cảm giác ai đang lén theo dõi từng hành động của mình. Một cặp mắt khác, ở một nơi khác. Dung, mày sống khôn chết thiêng thì nhớ về phù hộ cho chị em tao nhé. Cuối cùng, giờ hoàng đảo cũng đã đến. Tôi run run bảo chi cầm đèn pin hộ mình. Xoẹt, lưỡi dao làm ngọt lịm cứa ngang ngón tay tôi. Máu nhỏ ra từng giọt. Tôi đếm một, hai, ba, rồi đọc bài chú mày bà đồng đưa cho gió bố thổi ao ạt giống như có ai đó đang phấn nộ bới bới nhanh lên chị em sợ quá mặt chị lúc này tái mét răng mồi run cầm cập ta vào nhau chị nắm chặt tay áo tôi tôi cũng không kém phần lo sợ mồ hôi vã ra nhớp nháp tôi không biết tại sao sau khi nhỏ máu xuống và đọc bài chú xong thì gốc cây lay chuyển từ từ bật rễ lá đang xanh mướt rung rinh cũng trở nên vàng uống bên dưới có bọc một màu đỏ tay nồng đến khi mở ra thì tôi thấy rất nhiều lá bùa dán trên chiếc áo của dung ảnh cũng bị dán bùa và một con búp bê mất đầu nằm bên cạnh chị kinh hãi hét lên ôi chị ơi ghê quá tôi bịt miệng di lại ra hiệu im lặng phải đốt những thứ này càng sớm càng tốt bùng lửa cháy đỏ rực nghe như có tiếng rên gì từ đâu vọng về tôi thở phào nhẹ nhõm mày quá đã hoàn thành xong nhiệm vụ a à, tiếng kêu thất thành của chị làm tôi giật mình loạng choạng ngã ra phía sau chị chỉ về phía đối diện ma ma chị ơi tôi soi đèn hóa ra là con gái của lão thầy mò. sao đang đêm cô ta lại xuất hiện ở đây tóc tài rú rượi hai mắt long lên sòng sọc, sọc chân thì đi đất cô ta chu miệng gào lên Ai? Ai cho chúng mày giết con tao? Tao phải giết chúng mày Nhìn thấy tình thế nguy cấp Tôi sắt tay chỉ cắm đầu chạy Cứ tưởng cô ta sẽ đuổi theo Nhưng cô ta lao đến chỗ bụi cây nát bét bọn tôi vừa nhổ Ôm góc tức tưởi Rồi chúng mày sẽ phải trả giá Vài hôm sau Bọn tôi tìm về nhà bà Đồng một lần nữa Thì bà thông báo một tin vui là dung sẽ sớm được siêu thoát dung nói trước khi đi nhất định sẽ gặp tôi để chào tạm biệt à bà đồng còn tiết lộ chuyện lão thầy mo chết không phải là bị bùa phản lại mà do con gái lão sai ngải giết để lấy linh khí tu luyện Tứ tà thuật cực thâm độc không biết có thật không và sau này con gái lão có tìm tôi để báo thù nhưng không kệ đi chuyện đó tính sau cái gì đến thì sẽ đến Tôi gặp Dung lần cuối Ở một cánh đồng đầy bươm bướm trắng Cô ấy mặc chiếc váy xòe bồng bềnh thật thanh lịch mỉm cười hạnh phúc Trần cố kiếng lên Để với theo những con bươm bướm kia Nụ cười ấy Ánh mắt ấy Đi hết cả cuộc đời này Có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ quên được Dung quay đầu lại giống như một nàng tiên Hiện ra trong đám mây mỉm cười rồi nói cám ơn vân cám ơn vì tất cả mọi thứ dung còn bảo dỗ cô ấy vốn dĩ ngắn ngủi nên tôi cũng đừng bao giờ tự trách mình hãy sống thay cho cuộc đời của cô ấy nữa cô ấy đi trước một bước sẽ hạnh phúc ở một thế giới khác và vẫn đợi được làm bạn thân của tôi ở kiếp sau nếu đồng hồ thời gian có thể quay trở lại một lần nữa thì cô ấy hứa sẽ không bao giờ làm gì để tôi buồn đồ ngốc Nhắc lại chuyện cũ làm gì cơ chứ Ký ức không vui Tôi đã xóa đi hết rồi Một ánh sáng trắng lóe lên Cánh cổng từ từ mở ra Dùng váy tay trao tạm biệt Rồi lặng lẽ bước vào Mờ dần Mờ dần Rồi tan biến theo làn cói. Có lẽ cô ấy đi thật rồi Tôi lặng lẽ gạt ngang dòng nước mắt Dung à Hẹn gặp lại bạn vào một ngày rực nắng Tạm biệt chỉ là lời tạm biệt thôi các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong câu chuyện ma ngài tình thù do hồng nhung diễn đọc chuyện được phát trên website sovet